Video này thấy ngôi sẽ chất lọc những cái cơ hội để chia sẻ với các bạn là cái điểm mua trong tuần sau các bạn Ok và những cái cổ phiếu nào thật sự nó rất là mạnh và nó sẽ có những cái điểm như bách test ngược trở lại để cho những anh chị có cơ hội lên tàu Khi mà mọi người không đuổi giá được và bản chất lúc này Vinet nó đang tạo ra một cái thế siết chặt cân bằng tích lũy các bạn nha Ok vì sao vì rõ ràng bây giờ chúng ta đang nhìn thấy là trên cái đồ thị kỹ thuật các bạn ạ à, Vindex là sao ạ à? giai đoạn này các bạn vẫn đang trong một cái hộp giá đi ngang tích lũy quanh 1275 1280 và ngày hôm nay thật sự bạn nó chỉ là một cái phiên một cái phiên cuối tuần vậy nó rung lắc bù ngủ các kiểu nhưng mà volume rất là thấp đúng không ạ? Cái khối lượng giao dịch ngày hôm nay mình thấy đánh giá là giờ là như vậy là tốt của bạn ạ ha và nó đang giờ à, cố gắng siết chặt lại cái chỗ này các bạn và chỉ cần giờ tuần sau các bạn nó vượt qua lại cái hộp giá này như thế này nè đó là nó sẽ lên nữa nha ok thì đó là góc nhìn của thái còn cái hỗ trợ bây giờ rõ ràng nó chỉ là quanh quanh lanh quanh ở chỗ này các bạn nè đúng không mình đánh giá nha chỗ này chỉ là một cái đoạn nhờ à, khó có thể giảm sâu các bạn nha và cái cơ hội nó sẽ diễn ra rất là nhiều ok ví dụ như trong ngày hôm nay bạn nè 17 cổ phiếu bùng nổ thì có câu chuyện của evg đúng không có hbx nè rồi ông có một số cổ phiếu đầu cơ nhưng mà đáng kể nhất trong ngày hôm nay bạn khi mình chia sẻ với anh chị trong group vip thì các bạn thấy nè ccl buổi sáng nay bạn nè đây ccl là một đại diện của câu chuyện giống như là hàng đầu cơ và bất động sản mà thì rõ ràng bạn ngày hôm qua là dòng tiền vào bất động sản cổ phiếu này ngày hôm nay cũng có một cái phiên tăng giá khá là đẹp các bạn nha à, mình đánh giá đây là một cái phiên tạo ra điểm mua về câu chuyện cơ bản thì mình không nắm nhưng mà trên góc độ về giờ, cái sự phân tích về kỹ thuật các bạn thì đây thật sự là một cái điểm mua khi nó thoát ra khỏi vùng giá khoảng là 10 chấm à, 10 6 các bạn nha thì rõ ràng các bạn trong những giai đoạn tới các bạn có thể là canh những dạng cổ phiếu này vì sao? vì nó sẽ rất là dễ tạo ra một cái mẫu hình tăng giá tiếp tục các bạn nè đây đó nó sẽ đánh từ dưới này đánh lên giống như câu chuyện của NHA các bạn đó đúng không ạ và tuyệt đối nhớ cho mình nha nếu trường hợp các bạn mua sớm các bạn mua ngay chỗ điểm này còn khi lên nó chạm ngay vùng cản các bạn tuyệt đối không mua và các bạn khi nó rung lắc trở lại như thế này á, thì đây sẽ là những cái cơ hội các bạn nè đó đúng không ạ đây quay trở lại câu chuyện ccl nha đó thì ngày hôm nay nếu no. à, trong những phiên tuần sau các bạn cố gắng canh những cái pha mà rung lắc tết chỉnh lại như thế này các bạn mua đó là một điểm mua đầu tiên mà mình nhìn thấy nó đẹp cái thứ hai là giờ à? à, có gián dấp của bất động sản như là TDC ngày hôm nay cũng tiếp trơn các bạn à, à, câu chuyện của công ty kinh doanh nhà phát triển đây các bạn nào à, nó liên tiếp kéo tăng à, tuy nhiên nó không có điểm mua đẹp các bạn nhớ rồi à, tuy, um, có một cái cổ phiếu nữa là SGR các bạn đây mình sẽ chia sẻ với các bạn nè như vậy là CCL ngày hôm nay có một cái điểm mua đẹp nhớ ok rồi uh, sgr cũng là một câu chuyện giờ tổng công ty cổ phần địa ốc sài gòn thì ngày hôm nay một cái cú giờ uh, phá thoát ra khỏi vùng giá khoảng hai mươi chín thì rõ ràng quanh cái vùng giá đó thì mình nghĩ bạn nha nó tạo một cái uh, giống như một cái mẫu hình cờ cờ các bạn hả và nó sẽ tiếp diễn đà tăng thì nếu anh chị có mua quanh vùng uh, khi có những cái pha mà tách chỉnh các bạn thì các bạn có thể làm mua và các bạn sẽ đặt cái chặn lỗ dưới vùng giá khoảng 29 thì các bạn sẽ kỳ vọng một cái nhịp đánh lên về lại vùng giá khoảng 33 các bạn nha. Thì qua đây các bạn, à, trong khoảng mười mấy cái cổ phiếu ngày hôm nay thì chúng ta thấy được cái dáng dấp của câu chuyện bất động sản nó có đó. Tức là về có CCL, có TDC, có SGR thì rõ ràng mình thấy như thế này nè. Nam Từ Liêm cũng rất là ổn định, tuy nhiên nó không còn điểm mua an toàn và Khang Điền House các bạn nè nó là giờ ngày hôm nay sau một cái phiên bị bán của nước ngoài ngày hôm qua bán rất là mạnh khi nó nỗ lực thoát đỉnh vật thì ngày hôm nay nó test chỉnh trở lại và với một cái volume rất là bé tí tẹo luôn ha, nó không mang cái âm hưởng là bị bán rác xuống nữa thì mình thấy mình đánh giá ngày hôm nay thật sự cổ phiếu này nó vẫn tích cực và vẫn đang trên cái xu hướng là giờ một cái mẫu hình là vcb siết chặt lại ha cho nên giờ quanh cái vùng giá khoảng 38 mình nghĩ là dạ, nó vẫn là một cái hỗ trợ khá là đẹp để nó đánh lên cho những nhà đầu tư nào chưa mua được đó. và mình kỳ vọng là giờ dạ, tuần sau cổ phiếu này nó sẽ nổ súng quay trở lại các bạn ạ Hả? và nó phủ định lại cây này ok các bạn thấy nào tay nó bắn rồng hai phiên liên tục mà nó vẫn giữ được cái nền giá này thì mình chứng tỏ là gì dạ, nó khỏe mà à rồi ngay cả như TCH này hôm nay cũng có một cái động thái giờ dạ, test chỉnh trở lại quanh cái biên này các bạn thật ra mình đang rất là chờ ông này ông quanh một cái giờ dạ, Hỗ trợ là khoảng 19.5, 19.7 thôi ha Mình kỳ vọng nó có một cái nhịp đạp trở lại rồi nó rút chân Nhưng mà ngày hôm nay giờ nó có bóng dáng của ông Tây các bạn nè ha Tây nó xâm nhập vào cái là nó kéo giá lên trở lại ha à, Tuy nhiên thì cái hồi phục này với volume không to Mình cũng đang cần một cái sự giờ uh, uh, Nó đạp nó nhúng một cái rồi rút cái là đẹp các bạn ha để nó dịch để nó kiện toàn cái mẫu hình này cho nó chắc ăn các bạn ạ à. đó cho nên giờ ok tuần sau nếu trong giờ uh, nếu trong một uh, thứ hai hoặc là phiên thứ ba nó có những cái pha mà giờ rung lắc thì các bạn có thể là giờ canh mua cho thái nha ok đây giống như sáng ngày hôm nay các bạn ạ à, một à, mình chia sẻ với mọi người rất là kỹ luôn ở những cái câu chuyện là tch rồi ngày hôm nay cũng bc một các bạn ạ à, ha và một số cổ phiếu mình cảnh báo là giờ khi nó không có điểm mua an toàn và những cổ phiếu này đa phần là cổ phiếu khỏe các bạn ạ à. gvr đạm cà mau dtd last blx vân vân các bạn đây đây là những cái mẫu hình cổ phiếu rất là bảnh rất là bệnh luôn các bạn thật ra ngày hôm nay giờ à, thái ngô vẫn hy vọng là ông này ông gvr các bạn mình đẳng canh ông này à, chỉ cần ông à, ông rút xuống ông nhúng xuống lại cái gáp À, hở vào 36.5 mà ha mà nó tết lại được chỗ đó thì quá đẹp các bạn à, tuy nhiên ngày hôm nay nó không tết lại gấp đó các bạn ha à, cho nên mình vẫn để ở một cái trạng thái là theo dõi tiếp tục cũng sợ là nó sẽ tạo ra một cái mẫu hình gì à? À, cái nem các bạn à đây tạo ra một cái mẫu hình cái nem rồi nó đi lăn quanh rồi nó đạp trở lại thì sao cho nên là giờ ok còn nếu mà trường hợp ngày hôm nay nó rút cái nha đó hoặc là những phiên sâu nếu trường hợp nó có những cái pha mà test chỉnh trở lại như thế này để kéo đường EMA này lên thì các bạn có thể là canh mua rung lắc và đánh T cộng cho thấy là câu chuyện của phiếu GVR hoặc là DTD ngày hôm nay các bạn đó. Đấy. Từ từ bình tĩnh thôi, những cái mẫu hình này nè, các bạn thấy các bạn không? đu giá trên cao này mà bây giờ nó test chỉnh trở lại các bạn. Đợi chờ tuần sau nha, nó có những cái pha mà siết chặt lại cái chỗ này nè, đó. Thì lúc đó là gì à? Mình sẽ nhắc với mọi người mua. Hoặc là đạm Cà Mau thì ngày hôm nay nó cũng có một cái hành trình là test trở lại đâu đó vùng giá khoảng 39 các bạn, cộng trừ nha. Rồi lại rút chân. À, thật ra thì những cái vùng này thì mình đánh giá là gì ạ? À? Nó cũng được chứ không phải là để không cho nên nếu mà ngày hôm nay nó có một cái cú giờ Tết trở lại quanh vùng giá khoảng 38 ba nhúng một xíu vào ha thì nó lại bật lên thì như thế này nó lại đẹp các bạn. Ok. Không sâu cả, đây là chính là những cổ phiếu mà các bạn có thể là canh mua được trong cái bối cảnh khi mà các bạn muốn chọn cổ phiếu khỏe nhất các bạn nha. Ok. Hoặc là DDV nè, đều là những cái mẫu hình là giờ kéo lên rồi rút trở lại thì cái câu chuyện BC1 là giờ đây mình cũng nhắc với mọi người luôn ok các bạn nó có ba bốn cây phiên đi ngang và ngày hôm nay giờ bị bán nhưng mà mình vẫn kỳ vọng là bán 1 phần 2 cây nến này rồi sau đó giờ nó có động thái rút chân lên thì nhắc nhở với anh chị luôn đây à, à, một số anh chị muốn một số anh chị là giờ vào rút VIP trong ngày hôm nay thì mình cập nhật rất là kịp thời và nhất như mọi người cái cơ hội nó sẽ còn rất là nhiều hôm qua em kỹ bạn tiếp tục cho mọi người một số cổ phiếu mà gần như là đặc thù nhất đẹp nhất có thể thôi và một số anh chị trong rút vip thì mình chia sẻ là cái nhóm thép những nhà đầu tư nào nắm nha bình thường bởi vì sao? Vì mình thấy nó đang cũng lên quanh đường hỗ trợ này nè, tùy tuổi lái. Tuy nhiên, cái nhóm này nó đang có dự dự phóng là báo cáo tài chính quý 2 nó đẹp các bạn. Thì ngày hôm nay các bạn thấy không? Hầu như là nhóm thép lại rút chân ha. Ngược lại là giờ Nam Kim đang rất là khỏe và nếu trường hợp trong một lần nữa Nam Kim mà bứt thoát ra khỏi vùng giá khoảng 26 này thì mình kỳ vọng giờ nó sẽ đánh lên tiếp tục các bạn ạ. Ha. Thì trong một cái giai đoạn này, nếu trường hợp nhà đầu tư muốn mua Nam Kim thì giờ bây giờ nó có một cái hiện tượng là hướng lên và nó đang nằm trên cái vùng 25 khi nó có những cái pha rung đất thì các bạn có thể là canh mua được hoặc là hoa sen các bạn ạ hoa sen thì mình nhắc nhở với anh chị luôn ok đây bữa nay nói chung chia sẻ với mọi người khá là kỹ bạn à thấy ngồi cũng cảm ơn anh lợi bây giờ mọi người chúc lãi lộc nè ha thật sự cũng không biết nói gì cả để ở đây nha à, thấy cảm ơn là à, anh lợi quảng ngãi nè mọi người chúc lãi những cổ phiếu như là mbs vds trong giai đoạn trước là giờ mình đã nhắc nhở với mọi người một số cổ phiếu như là mua khỏe từ MBS từ vùng giá là khoảng 311 312 bạn Hả? Múc và chúng ta đang được khoảng 10% lợi nhuận và mình đánh trước rồi đã. Rồi yên tâm, nếu trường hợp cổ phiếu này nó bật tăng lên mạnh nha, ok các bạn. Những cái pha rung đất tết chỉnh trở lại là mình nhắc cho mọi người mua. Nhưng mà nếu cổ phiếu này có những cái pha giờ không bật lên các bạn nha. Giờ rõ ràng là chúng ta đang có một cái sự đặt cược thì thôi, nắm lại khoảng 10% trước cho chắc ăn Rồi nếu trường hợp có những cái pha mà rung lắc khi thị trường mà vẫn còn lình xình như thế này bạn đâu biết được Thì lúc đó giờ mình sẽ nhắc với mọi người là mua cổ phiếu này Hoặc là VDS thì mình cũng có tư vấn cho một số anh chị là mua trong giai đoạn vừa qua rồi bây giờ bạn Chúng ta chốt lại thì giờ ok bây giờ nó đang chạm vùng kháng cự thì để im cho nó xử lý mà Nhiều khi nó phải mất thời gian Đường EMA 20 bắt đầu nó đang đi ngang và đang duỗi lên thì từ từ bạn Có những khi nó giờ nó chỉnh ngược trở lại rồi nó mới tăng là bình thường các bạn đó nó như thế này nè đó rồi nó lên cho nên là giờ cứ chạm cản và chúng ta có một cái mức kỳ vọng thì chúng ta chúc lại trước cái đó thì uh, rất là cảm ơn mọi người và hai ba cổ phiếu chứng khoán thì trong khả năng tuần sau nha mình sẽ tìm những cái điểm mua và chia sẻ với anh chị ok rồi buổi chiều ngày hôm nay bạn ạ đây Vindex mình vẫn đánh giá thì nó vẫn đang trụ vững ở 1280 cộng trừ vẫn rất là khỏe bình thường các bạn và BC1 canh mua ở quanh vùng giá giờ rung lắc ngày hôm nay cho thấy những nhà đầu tư mới vào rút vip nè hả rồi cái câu chuyện là giờ bất động sản thì mình đã thấy một cái tín hiệu nó khá là tích cực và à, chứng khoán Mỹ ngày hôm qua bạn ha chứng khoán Mỹ ngày hôm qua thì chúng ta thấy là như thế này nè là ở một cái trạng thái là chỉ số nách đắt giảm mạnh tức là cổ phiếu công nghệ bị bán mà ha À, NVIDIA nè, rồi giờ à? à, Apple, rõ ràng là do nó tăng quá nóng rồi bây giờ nó bị chốt lại là bình thường, đấy đúng không? Nó tăng quá nóng rồi bây giờ nó chốt lại thì có một cái hiện tượng là là cổ phiếu đất của, à? cổ phiếu nhà đất của Mỹ các bạn, nó lại hút dòng tiền vào tối ngày hôm qua như là câu chuyện của cổ phiếu Home Depot. Thì ngày hôm nay gì à? Vô cái là chúng ta thấy là CCL tím hoặc là SGR gì đây, ha, à. à, cũng nỗ lực tím thì mình thấy dẫn dắt ví dụ như khang điện hao tuần sau rất dễ bùng nổ trở lại đối với riêng quan, điểm của mình nếu mà ngày hôm nay cây này bị bắn mạnh thì mới sợ bạn nhưng mà cây này bị bắn khá là thấp ok hả và nó lắp lại cái gấp này và vẫn giữ được cái giờ, giữ được cái vùng hỗ trợ này quan trọng là anh mua vùng giá tốt các bạn ha à, chúng ta mua vùng giá khoảng ba sáu năm ba bảy thậm chí là ba bảy chấm ba bảy năm thậm chí là ba tám luôn những nhà đầu tư là mua trẻ thì vẫn mua được đừng đừng có lên trên này đu vùng giá 40 thì ai mà cứu nổi đúng không ạ và chúng ta kỳ vọng một cái nhịp giờ siết cái đà này lại cho thấy nè đó mẫu hình VCB các bạn nè đó đó đánh lên cái là thật sự cổ phiếu này trở thành siêu phẩm các bạn nha ok chú ý rõ ràng chúng ta có hai cái sự đặt cược như vậy ha rồi còn ngược lại câu chuyện như là đích nè các bạn thấy bạn nó vẫn yếu và chưa có gì hiện tượng mạnh à, BDR vẫn đang nằm vùng thấp nè đất xanh các bạn nè đó đó là những cổ phiếu thật sự giai đoạn này mình hạn chế chia sẻ với mọi người nhưng mà nếu trong bối cảnh một hai ba tuần sau các bạn khi mà giờ cái báo cáo tài chính nó đi qua rồi những cổ phiếu này mà có dòng tiền hoặc là nó có sự nhạy cảm với lại câu chuyện của lãi suất các bạn đúng không lãi suất được cắt các bạn cắt giảm thì rõ ràng là ông chứng khoán và ông bất động sản nó sẽ có một cái sự kỳ vọng rất là mạnh ha thì đầu tiên chúng ta sẽ tập trung vào khang Điền hao cho thái đánh trước nam long gấp cũng ok các bạn nè đây đây là những cái mẫu hình mà mình đánh giá giờ vẫn còn phong hướng lên thì các bạn chú ý những cổ phiếu này cho thái và vẫn mua được nha ok các bạn rồi và dạ, HDC ngày hôm qua là một cái điểm vào tết lại ngày hôm nay dạ, quanh vùng dốc 30 cộng trừ và chia sẻ với mọi người luôn đúng không? ạ đó sáng ngày hôm nay chia sẻ với mọi người rất là kỹ và một số anh chị vào rất feet nè đúng không? À, DC quạt các bạn DC quạt thì mình thấy câu chuyện của hôm trước là MWG tăng ngày hôm nay DC quạt vẫn giữ được phong độ trong không có thủng gì cả rõ ràng không? thì đây chính là một cái sức khỏe tốt rồi đúng không? nó chỉ tăng một cây thoát cái nền này, này và nó tết ngược trở lại thì đôi khi các bạn nó tết ngược trở lại để tạo thành một cái pha sóng kéo ngược rồi là tập con tăng lên các bạn nha cho nên những cổ phiếu này là những cổ phiếu hướng lên các bạn phải chú ý cho thấy đó ok xin chào mọi người đã quay trở lại kênh youtube của thái nha lần đầu tiên mọi người đừng quên bấm cho thái một nút like thả tim video này và ai chưa đăng ký thì bật cái nút đăng ký nè bấm cái quả chuông để khi thái ngô làm video mọi người sẽ nhận cái thông báo và theo dõi được đầu tiên nha ok các bạn cho nên là rất là nhiều cơ hội trong tuần sau ngày, ngày hôm nay mình chia sẻ với mọi người rất là kỹ buổi sáng rồi đúng không ạ đó Buổi sáng thì nhà Bắc vượng thấy bật lên vùng đấy là thấy nó hơi dập dìu dập dìu rồi nhưng mà do cái lúc này là thị trường đi ngang lình xình thì giờ chúng ta chọn cơ hội mà múc thôi các bạn không gì phải sợ hả dcwork nữa DC Walk ngày hôm nay các bạn chúng ta có thời điểm nó tăng ba bốn phần trăm hả và mình vẫn đánh giá là gì ông này cũng đang có một cái hiện tượng nỗ lực đi lên các bạn nè ha nó chỉ cần là giờ tuần sau đây Walk đúng không ạ ngày hôm nay có một cái hiện tượng là nó cố gắng nó thoát cái đường cản chéo chỗ này các bạn bây giờ nó lui về phòng thủ thì quanh vùng giá khoảng 64 mươi x này nè nó phòng thủ thời gian và khi nó bật thoát lại vùng đỉnh này thì nó sẽ về lại vùng giá khoảng 70 cho nên các anh chị chú ý và mua được cổ phiếu này cho thấy nha đó còn lại linh tinh lăng tan ngày hôm nay có một mười mấy cổ phiếu nhờ 17 cổ phiếu như là ibs nó là quắc vật ha à. về góc độ thì thật ra cổ phiếu ngày hôm nay ibs nè rồi họ nhà à, của ông vợ chứng khoán thái bình dương đây ha nhà ông lăng các bạn ngày hôm nay đa phần đều tăng nhưng mà mình không đánh những dạng cổ phiếu đầu cơ thế này rất là khó các bạn à, bcc ông giờ ông vật liệu ngày hôm nay cũng tăng nè rồi hà tiên một các bạn nè ha à, ở bệnh viện chung thì chúng ta thấy giờ điện rồi à, bất động sản các bạn đó là những cái nhóm ngành ngày hôm nay nó có hướng dòng tiền và có điểm mua các bạn nha ok thì đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với mọi người rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ giờ à, tiếp theo theo dõi những cái nhóm ngành cụ thể nha à, mà các bạn chú ý nè có thời điểm là giờ à, ông ông giờ ông thủy sản tân bạn đây nhóm thủy sản bay à, tuy nhiên các bạn anv này ha, bay nhưng mà do nó gặp cái cản kháng cự rồi các bạn thấy không ạ đây ông bay thì ông bay nhưng mà ông lên trên này cái là giờ ông gặp cản là không mua các bạn giống như mẫu hình của hà đô gấp các bạn nào đây hà đô gấp các bạn thấy không ạ đây các bạn nó tăng từ dưới này lên nhưng mà nó gặp vùng kháng cự thì làm ơn để cho nó phải giờ tạo cái sự tích lũy trở đây các bạn rồi sau đó giờ nó có những cái pha mà test chỉnh trở lại nha đó như thế này nè là mình sẽ nhắc nhở với mọi người là gom hàng được cổ phiếu này đúng không ha. mình mình đánh giá ông này vẫn đang một cái trend giờ trên tăng các bạn nha đẹp đúng không ạ à, Đua đô gấp và nó có liên đối với dòng điện các bạn hoặc là đạt phương gấp ngày hôm nay các bạn nè. chỉ cần mọi người đừng có đu chỗ này cho tới đu cái là giờ ăn trọn ba cây liền hai cây liền ha mà khi chờ những pha rung đất lại á, các bạn mua nó sẽ đẹp hơn đúng không ạ như vậy đây chính là những cái cơ hội với gì nữa nếu các bạn mua chỗ này thì rõ ràng các bạn quanh vùng giá đâu đó là 56 x 57 các bạn mở vì thế ra nó đỡ hơn là các bạn đu giá cao ha. Đó, đó là câu chuyện của nhóm bất động sản các bạn. Rồi, và một số nhóm ngành là điện, bất động sản mình thấy ok là dịch à, Dịch dệt may ngày hôm nay nha. Nhắc nhở với mọi người rất là kỹ luôn. Ok. Đây. À, TNG chúc lãi ra cho thấy đã từ từ. Đúng không ạ? TNG nè. Mình có bán ngay cái vùng này luôn, bán chút lại trước mắt rồi sau đó giờ chúng ta tính tiếp các bạn khi nó kéo lại quanh vùng này à, vì sao vì mình muốn để dòng tiền xem thử là nó có những cái pha test chỉnh trở lại hay không hoặc là gì để qua tuần các bạn à. vì chúng ta mua từ những vùng giá dưới này đi lên và nó có có pha kéo trong phiên thì mình nhắc nhở với mọi người chút luôn hoặc là hoa sen khi mà những nhà đầu tư nào có mua vùng giá mà cao tí xíu hơn đó bạn tại vì hoa sen là mình nhắc nhở với mọi người là nếu trường hợp mọi người nam kim thì quá ok rồi nam kim là chúng ta đã mua từ những vùng giá dưới này các bạn bây giờ chúng ta vẫn đang cầm cái cổ phiếu này vẫn đang cược tăng các bạn nhớ vẫn đang cược tiếp tục nè, đó. Từ vùng giá khoảng 2.8 các bạn nè, à, 23 rồi mua ròng rã ha, nó lên gặp cái đỉnh này, đúng không ạ? Còn bây giờ mọi người cứ cầm cổ phiếu này và khi tuần sau ạ, à, mình đang kỳ vọng là một cái phiên có cái pha bùng nổ bởi cái báo cáo tài chính đó. đẹp các bạn, nó sẽ bùng nổ về lại vùng giá khoảng 27 thì lúc đó mọi người có thể là canh bán cũng được. Còn hoa sen các bạn, những nhà đầu tư giờ có mới mua thì rõ ràng quanh vùng giá khoảng 246 bốn 248 là đẹp. Nhưng mà Dạ. nếu đánh nó có quanh biên độ là 25.1 thì mình thấy ok. Trường hợp ngày hôm nay ví dụ như 25.1 5.2 nhà đầu tư nào mới mua sâu này á thì thôi quanh vùng giá này mọi người chốt trước cái đó. Bởi vì chỗ này nó còn mình nghĩ nó còn cà rọc cà rình nữa ha. Đó. Rồi, còn Hòa Phát thì ngày hôm nay cái cái gì à? cái xu hướng nó như thế nào? Hòa Phát thì ngày hôm nay nó lại bị xấu hơn một cái chỗ rồi giờ, à? à, chắc có khả năng nó sẽ kiểm định lại vùng giá khoảng 28 à, cộng trừ rồi nó 28.2 rồi bạn. Rồi lại rút chân nha nhưng mà mình vẫn đánh giá là ông này ông không có quá xấu mà hả ông không quá xấu có điều là ông hơi nặng một tí xíu ha đó thì ngày hôm nay mình nhắc với mọi người là chỉ mua ví dụ như là bc 1 nè bản thân mình ha bc 1 là mình gom mình mua thêm để mình trading thôi bởi vì dưới này mình đã mua rồi chỗ này thật ra mình trading nếu mà trường hợp giờ đánh nhanh cái là giờ dạ, mình bán ở trên này tí xíu và mình vẫn cầm cục hàng cũ các bạn nha đó muốn ăn nhiều là phải vậy mà đúng không? ăn tám mươi phần trăm là vẫn tiếp tục cầm để giờ để xem cái động thái nó tăng như thế nào và bây giờ chúng ta biết cái form nó tăng mạnh thì chúng ta cứ mua và chúng ta trading thôi, rõ ràng không ạ? À? À, còn mua mới thì ngày hôm nay vẫn là một cái điểm mua cho những nhà đầu tư nào mà mọi người vào sâu hoặc là muốn mua cổ phiếu này. Đừng có đu trên này các bạn ạ. À. Nhiều ông mà đu trên 31 mấy mà là đu giá tím vậy là cắt lỗ nhưng mà cắt lỗ xong nó tạo một cái nền giá ngắn như thế này các bạn ạ, à. rồi nó lại tăng lên trở lại, đúng không? Ok. Rồi, Hoặc là BCM mình mình vẫn đánh giá cổ phiếu này nó ổn nha vẫn có câu chuyện của đang tích lũy đẹp các bạn nào hoặc là ACC các bạn nào đó những cổ phiếu này lại đang hướng lên và cái mẫu hình này mẫu hình là siết chặt đà biến động ha cho nên BCM ngày hôm nay cũng chia sẻ với mọi người luôn đây BCM nè quanh vùng giá mua 63.5 rồi quanh vùng giá bao nhiêu đó Thái có mua thêm Thái cũng nhắc cổ phiếu này nhiều rồi và vẫn đang còn gần vùng mua các bạn giờ đợi thử xem trong ngày hôm nay nó đâu có bị biến động gì đâu ạ à. nhưng mà chỉ cần là cái phone này mà đánh phọt lên cái nha quanh vùng giá này à nó sẽ còn kéo lại trên này nữa cho nên mình chia sẻ với mọi người rất là kỹ còn giờ HAH không à, nhắc với mọi người đu đu dinh này nhiều anh chị hỏi đu giá này được không thấy làm sao dám mua mà nếu mà trường hợp AH trong những phiên sau mà nó có những cái pha mà test chỉnh ngược trở lại một tí xíu ha ví dụ như là xấu à, nếu mà trường hợp mà nó thị trường nó rung rất mạnh ạ hoàn toàn có khả năng nó sẽ về là vùng giá khoảng 63 hoặc là trong 64 thì quanh quanh những vùng giá đó mọi người có thể giờ rải ra mua hoặc là giờ à, AG, à, VSC các bạn Ngày hôm nay thì mình thấy mọi người ok thôi Nhắc mọi người bán hòa trước cái này đã Rồi sau đó chúng ta cầm cục tiền qua tuần sau có khá là nhiều cơ hội ha? Từ chứng khoán, từ bất động sản, điện đốm rất là nhiều Đúng không ạ? Rồi Xima đẹp nè Xima hiện tại vẫn đang thể hiện tốt, tích cực các bạn nha Vẫn đang một cái phone này nhà đầu tư nào có cứ tiếp tục cầm và Mình kỳ vọng là gì Thị trường mà tích cực tiếp ông này sẽ rất là dễ đánh lên các bạn ạ Đó ha. Rồi yes. CTD các bạn nè, mẫu hình này khá là đẹp đúng không? Quanh vùng giá khoảng 62 đến 63 mình nhắc nhở với mọi người rồi. Có tiếp tục hôm nay nó test trở lại vùng giá khoảng 63 tí xíu bạn. Đang đóng giá được trên đường EMA 20 ha. Thì những phiên sau giờ nó có một cái pha thoát ra khỏi này các bạn nè, nó sẽ lên mạnh nữa ha. Cho nên các anh chị có các anh chị cứ tiếp tục nắm giữ cho thái hoặc là mua mới thì có thể là mua quanh vùng này một tí xíu và sau đó giờ chờ cái điều kiện mà nó tạo điểm mua các bạn mua thêm cho mình nha. Ok các bạn. Còn những cổ phiếu mà đang dốc xuống như rất là khó ha. Rồi, thì đó là những cái câu chuyện mà mình chia sẻ cho mọi người nè, TCH rồi à, à bất động sản nè. À, Khang Điền Hao cũng tích cực các bạn. HDC ngày hôm qua tăng vượt mùng giá 30 nãy tết lại là nó tính ra cơ hội đẹp gì nữa. Đúng không ạ? Và cái form này đang tạo hai đáy rồi đi hướng lên đỡ hơn là mọi người bình tĩnh mua những cổ phiếu như là Dick nha, từ từ. Những cổ phiếu này thật sự khi nào nó thoát lại một lần nữa bạn nó vượt qua hẳn vùng giá này bởi vì sao? Bởi vì cái đường MA20 đang dốc xuống như thế này nó phải chờ rút lên kéo xuống rồi nó bật nó đảo. Đúng không? Đây nè, VRE mọi người nhìn đi, đây. Một cái cổ phiếu mà nó tím hai cây, ba cây liên tục mà nó còn phải cài sập cài sinh nguyên vùng này nữa, Cho nên chúng ta phải hạn chế mua những cổ phiếu mà bị giờ bị đang thấp như vậy các bạn ạ. Ha, đó là cái cách mà mọi người sẽ sống được trong thị trường này. Ok và chúng ta sẽ linh động theo dòng tiền nha mọi người nhé anh chị nhớ nha đừng quên bấm cho Thái một nút like thả tim video này rồi à, thật sự mình thấy thì chứng khoán thì nó chưa nó chưa đủ độ thuyết phục cho thấy là mua lại bạn ssi vnd cũng đang dốc đầu bạn hcm ngày hôm qua tăng cái mà ngày hôm nay bị bán ngược trở lại vĩ cũng vậy nè trong nhóm chứng khoán thì mình chỉ để ý là giờ mbs nè đúng không rồi mbs nè vds nè đó khi nào có những cái pha mà rung lắc tết chỉnh hoặc là nó xử lý cản này đi mua à, BVS mà đánh giá cũng khỏe rồi nè ha FTS cũng ok nè đúng không ạ nếu mà trường hợp những cổ phiếu này các bạn các bạn có muốn mua thì nó đỡ hơn các bạn mua một phần tí xíu thôi ha. khoảng hai chục ba phần trăm rồi à, mai mốt à, nó có những cái pha mà kéo lên vượt qua cái vùng giá khoảng bốn ba các bạn mua thêm ha thì nó sẽ an toàn đúng không ạ à. thì trong rút vip mình sẽ nhắc nhở về chia sẻ kịp thời cho anh chị ha Ok. Và số điện thoại Zalo có thấy thế để bên dưới màn hình. Những anh chị nào thấy cái phương pháp định hướng chiến lược giao dịch của mình á phù hợp với lại tư duy của Thái nha thì mọi người chủ động nhắn tin vì mình nhận được khá là nhiều tin nhắn hàng ngày và mình sẽ cố gắng chất lọc và chia sẻ kiến thức và bên cạnh đó là giờ khi nào nó có phiếu phim phiếu mạnh quá, Chúng ta đánh ha. Đúng không Giai đoạn này chúng ta cầm giờ. DC World khỏe ra các bạn nào? BCM bình thường có lãi. Đúng không? TNG thì mới chút lãi, MBS cũng mới chút lãi luôn. Giờ wow. dạ. trong thép Nam Kim các bạn nè. Ok hoa sen thì mua dùng giá nhỏ nhỏ như này các bạn vẫn đang rất là khỏe và chúng ta giờ nếu mà trường hợp trong những pha sâu à ha thị trường tích cực trở lại và những ông này ông tích lũy như thế này là đó ông đánh lên nha mình đang cần như vậy bởi vì chỗ này nó có hai tình huống xảy ra một là giờ nó có thể thủng dưới này luôn mà để nó bật tăng lên ha thì mình nhắc cho mọi người thôi chỗ này mọi người quản trị trước sau tuần sau chúng ta sẽ tính tiếp bởi vì ông mua giá tốt giá thấp á là mình nắm giữ được bạn à. còn mua giá cao thì thật ra thì đó chỉ là đánh tê cộng thôi hàng về ông có sạc cho mình đúng không còn Nam Kim nắm ok các bạn nè VGS hôm trước tính ra nhóm này vẫn ổn nha Đúng không ạ? Rồi Ok Đó là câu chuyện của nhóm thép rồi uh, Bất động sản thì chia sẻ rồi uh, Đầu Dầu khí các bạn. Dầu khí thì ngày hôm nay cũng được BR cũng ok các bạn nào. Tuy nhiên mà thật sự mua đẹp á, thì nó phải quanh vùng giá đâu đó là 23 thì nó sẽ ok các bạn nha Rồi uh, BVT thì các bạn thấy đợt trước nè lên trên này mắc gì phải đu bạn cả, cả lũ dưới này đúng không ạ bây giờ cứ từ từ đợi Ở trong những phiên tuần sau bạn nếu mà trường hợp thị trường tích cực một cái bung qua nha ông này à, vẫn giữ được trên cái vùng 29 mươi chín thì các bạn không, mua khỏe luôn đừng có mua vội lên trên này hỏi mua về dưới này không dám mua là chết đúng không ạ là đu đỉnh nữa đó ok rồi à, bán lẻ mình vẫn đánh giá rất là ổn nha như là bet cơ mà dù bet nó hơi yếu hơn con giờ con đi siêu bọc một tí xíu nhưng mà những cái mẫu hình chỗ này các bạn có pha rung lắc tích chỉnh cái là các bạn mua được nè à. vì sao vì dù sao đây là một cái mẫu hình tích lũy lại và nó sẽ rất là dễ tăng giá tiếp tục các bạn ạ à. à. Đấy đó bạn đường em ma năm đang hướng lên đường ma từ, từ 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 nó bò lên như thế này nào đó ok nha rồi à, bất động sản khu công nghiệp thì các bạn chú ý là dtd rồi gvr cho thái à. mình chia sẻ đầu video rồi bcm các bạn ạ à. acc các bạn ạ à. đó đó là những cổ phiếu các bạn có thể là canh mua được đúng không ạ Ông này thật sự ngày hôm nay ông cũng có một cái cú test về lại vùng giá khoảng 15.4 ha. nhưng mà do chúng ta có BCM rồi cho nên mình nói thôi ok. Những anh chị nào có hàng cứ tiếp tục nắm, còn mua mới thì uh, BCM cũng được. Đúng không à, Đầu tư công các bạn đầu tư công được này chưa? Chỉ có chú ý là CTD thôi nha. Còn những cổ phiếu như là KSB này, các bạn nào, VCG nè ha. Nó tăng lên cây nó trả lại 4 cây thì cũng không khó lắm ạ. Thủy sản nè, dệt may các bạn. Dệt may đấy, TCM đúng không ạ? nó có những cái pha rung đất lại đâu phải là qua cây này các bạn mua các bạn là nó tăng liền đâu bạn nó còn một cầm chỗ này nè đó tăng lên đạp xuống rồi giờ nó tích lũy như thế này rồi nó cứ bật ok không ạ ha à. tcm thì mình đánh giá là gì nếu có những cái pha mà rung đất quanh vùng giá khoảng năm mốt ít các bạn ha à, thì các bạn có thể là canh mua được rồi à, vgt cũng tương tự ngày hôm nay vgt kéo cuối phiên các bạn nè đây các bạn thấy đẹp không ạ đó à. Nó muốn tăng lên rồi nó còn phải đi ngang, lình xình các kiểu rồi mới kéo vượt Ok không? Rồi, à, video của mình đến đây là kết thúc Và xin chào hẹn lại mọi người trong chương trình nhận định thị trường vào tuần sau các bạn nha Bye bye mọi người